luôn rồi. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì kênh YouTube của mình làm về thiết kế đồ họa và xăm nghệ thuật ha. Đầu tiên là mình muốn cảm ơn các bạn ở trong các group Resize đã ủng hộ cho mình rất nhiều. Sau khi mà mình up cái video mà vẽ chân dung character của rapper Đen Vâu, cảm ơn các bạn rất nhiều đã gửi đã tương tác với mình, cũng như đã gửi những cái tin nhắn và hỏi mình là làm như thế nào, công cụ ra làm sao. Và có bạn nói với mình là làm video hướng dẫn cho các bạn. Thì hôm nay được một ngày rảnh rỗi, cho nên là mình quyết định làm cái video này để chia sẻ cái cách làm của mình, cái cách vẽ chân dung vector của mình ở trên Adobe. Cách vẽ chân dung vector của mình ở cách vẽ chân dung vector ở trên Illustrator của mình ha. Thì nếu đây là lần đầu tiên mình quay video mà nói chuyện với trước camera như thế này để làm video cho các bạn xem, nên nếu có gì không tự nhiên cũng như không hay thì các bạn bỏ qua mình ha. Ok, bây giờ tụi mình bắt đầu. Rồi, đầu tiên là các bạn mở phần mềm Illustrator lên ha. Ở đây mình dùng phần mềm mà Adobe Illustrator CC. Hôm nay mình sẽ chọn nhân vật để vẽ, đó là anh diễn viên đóng vai đội chuẩn Mỹ ha. Đầu tiên các bạn tìm cái hình ở trên Google. Thì lưu ý là các bạn nên chọn cái hình nào có chất lượng cao một chút, chứ đừng có chọn chất lượng kém quá thì lúc mình phóng to những cái chi tiết thì nó sẽ bị mờ, mình sẽ khó vẽ ha. Rồi các bạn place nó vào Illustrator ha. Đầu tiên là mình nên giảm opacity một chút và lock nó lại bằng cách là offset lock ở đây ha, viết tắt là Ctrl 2. Ok, lock lại để vẽ dễ hơn. Rồi đầu tiên để mà mình tạo được cái đường Đầu tiên mà mình tạo được cái đường line đen đen giống như này, giống như cái hình đen bao mà mình đã vẽ ha. Đầu tiên cái đường line như này là mình chọn công cụ là Ellipse Tool ha, viết tắt là L. Rồi các bạn vẽ ra một cái đường dọc như thế này, dẹp như thế này, hoặc là đường ngang như thế này cũng được, tùy các bạn. Rồi cái đường nào cũng được, các bạn bỏ đường trót đi ha. Rồi cái này thì mình chọn màu đen. Ok, ở đây mình chọn cái dọc đi ha. Rồi các bạn mở cái mục brush ở bên này qua ra cho mình. Nếu mà không thấy ở bên này á thì các bạn có thể mở window và chọn ở đây ha, kiếm tắt là F5, chọn ra. Rồi các bạn chọn cái này, dục vào đây, mình nắm, chỉ cần nắm kéo chuột dục vào là được. Đó, nó sẽ hiện ra cái này, các bạn chọn là crush. Ok, nó sẽ ra cái này. Thì ở trên này là mình không có chỉnh gì hết, và ở dưới này là mình để non á thì nó sẽ không đổi màu được cái red của mình. Còn nếu mà mình chọn tint thì nó sẽ đổi màu được ha. Ở đây mình sẽ chọn tint, bấm ok. Rồi như vậy là mình đã có một cái red ở đây, nó tên là red one. Red đây, các bạn vẽ thử này, đó ha, đó đó. Nếu mà muốn bự thì tăng cái chóc lên ha, cái chóc lên nè, đó nó sẽ bự lên đó. Rồi còn cái vấn đề mà vẽ sao cho nó theo đúng theo hình mà mượt mà thì vẽ nhiều là được nha các bạn, chứ mình cũng không biết
chỉ như thế nào nữa. Rồi, đầu tiên là mình sẽ vẽ cái đường này ha, cứ ôm theo sát cái hình của nhân vật là được. Đó. Cứ các bạn vẽ không thấy được thì cứ Ctrl Z rồi vẽ lại ha. Chịu khó đi. Đó, cứ giống mình vậy là được. Còn một cái điểm lưu ý nữa là đó là khi mà các bạn vẽ thì những cái đường nét của cái rớt này á là các bạn phải vẽ cho nó dính với nhau nha, để mà một lát mình có mép lại thì nó mới đổ màu được, còn nếu mà không thì nó sẽ không đổ màu được ha, bạn lưu ý được đó. Đó, nó phải dính vô như này, hoặc là nếu mà chưa dính thì các bạn phải quẹt thêm một đường đó giống vậy đó. Nó mới dính lại được. Pencil tool ha, chúng tắt là N để mình vẽ các khối cũng như râu, trồng mắt, chân mày, này nọ, tóc, này nọ. Giờ nó cũng là lát mà mình cũng sẽ dùng nó để tô các khối màu ha. Thì mình vẽ thử mắt này, mình cứ giữ chuột cho mình vẽ thôi. Đầu tiên sẽ là cái hình tròn. Trong thì có một cái bức chẳng thì lát mình sẽ làm sao. Ở đây mình sẽ dùng brush để vẽ lại thêm một cái tay nữa to quá. Cái chỉnh sao cho nó phù hợp với mắt của mình ha. Dạ, cái này thì sau khi vẽ xong thì các bạn bấm chuyển màu đi, nó sẽ thành màu điên ha. Kiểm tắt là Shift X. Đó, nó sẽ thành như vậy ha. Giờ chúng ta sẽ vẽ lông mi cũng dùng công cụ đó luôn. Chúng ta sẽ vẽ như thế này. Mây của mấy anh này thì rất là dài,
tắt sức khỏe. Dùng phím định công cụ này, phím tắt là y ngắn hút màu. Đây, nó sẽ ra như này. Tương tự bên này, nó phải vẽ như vậy.
Ok, như vậy là các bạn đã trước mắt là các bạn đã vẽ xong hết tất cả các chi tiết của anh này hả? Đó, các bạn tắt cái layer này đi để nó sẽ ra được như này. À, mình có một lưu ý nhỏ cho các bạn, đó là nếu mà các bạn đang tập vẽ thì nên chọn anh nào ít râu ít tóc thôi nha, vẽ râu tóc mệt lắm các bạn ơi. Rồi ok, các bạn lock cái này lại. Ở bên một layer, bên cái tab layer này thì cái nó có tay layer ha. Trước tiên là các bạn copy ra một một cái khác để phòng hờ đi ha. Ok, giữ internet, chọn hết tất cả các mục giữ internet và kéo ra. Để sẽ nhân bản ra cho mình một cái đối tượng mới ha. Rồi ok, máy mình nó hơi chậm mấy bạn thông cảm. Rồi riêng ở cái phần này á thì các bạn chọn hết tất cả các đối tượng vào object depend. Rồi, chọn ok. Kiểm tra thử. Rồi, nó đã bên ra rồi ha. Bây giờ nó không còn lại cái chóp nữa. Rồi các bạn chọn hết tất cả các đối tượng này. Vào một Pathfinder ha. Chọn là cho mình là ở đây. Mật nó lại. Rồi sau khi đã mật xong, chúng ta có một cái mục nó dính với nhau như thế này luôn ha. Rồi các bạn double nó lên hả, nắm ở đây kéo vô đây nó sẽ double lên. Cái này ở trên layer, ở trên này mình sẽ khóa lại, và layer dưới mình sẽ tô một cái màu cho nó. Ở đây mình đã có sẵn 4 cái màu da ở đây và màu mắt ở đây mình đã chọn sẵn ha. Thì hôm bữa là có một bạn hỏi mình là cách tạo mấy cái ô màu ra như thế này, giống như là ở trong một giống như trong một màu mà mấy bạn thấy là cái này ha, cái squat này gọi là bút đó, nó sẽ ra màu hoặc là thì phao chọn pin đó nó sẽ ra một này ha. Thì lấy ra như này thì các bạn chỉ cần vẽ một cái ô vuông hoặc là hình chữ nhật bất kỳ, rồi các bạn hút màu thôi, hút màu da màu gì đó của cái đối tượng mà bạn muốn thì nó sẽ nằm ở ngoài này thôi. Rồi vậy ha, đơn giản. Rồi mình chọn cái mục cái này, mình sẽ chọn màu da là màu ở giữa này đi đó, nó sẽ ra như thế này và cho nó xuống dưới cùng, phím tắt là shift control với dấu ngoặc này ha, cho nó xuống dưới cùng. Rồi mình sẽ quét hết tất cả các này, mình chọn mật một lần nữa. Rồi vậy là nó đã dính lại với nhau ha, liên kết lại với nhau. Rồi mình chọn cái này, nhấp chuột phải chọn
Team Search Select Group này, bấm làm. Đấy, nó sẽ cho mình chọn những cái đối tượng cần bỏ, mình sẽ bỏ đi. Okay. Bây giờ mình sẽ còn chỉ còn phần này thôi. Những cái phần tóc này, những cái phần phía ngoài tóc này, nếu mà các bạn xiên thì các bạn có thể bỏ ha. Còn mình muốn cho nó nhanh cho nên mình sẽ không bỏ cái mục đó. Rồi, phần mắt mình sẽ chọn cái này cho nó thành màu trắng. Rồi, như mình nói ban đầu thì mình sẽ dùng công cụ pencil tool ha, pencil tool viết tắt là N để vẽ các khối màu. Đầu tiên là mình sẽ chọn cái khu vực tối nhất để mình vẽ trước ha. Tối nhất sẽ là ở phía bên này, các bạn vẽ tự do theo cảm nhận của các bạn nha. Mình sẽ làm như này. Khi các bạn mắc kẻ này á, các bạn phải tạo một cái layer và cho nó nằm dưới cái layer này và trên cái layer này. Layer này là layer mình đổ màu da ha, layer đổ màu da này đó. Còn cái layer này á, là layer toàn bộ màu đen đường line của mình ở phía trên ha. Rồi cái layer này nằm ở dưới cái bóng này, nằm ở dưới. Ở đây mình sẽ cần phải click và lên cái layer này, mình chọn khác đó, nó sẽ nằm ở đây ha. Rồi, tiếp tục mình sẽ chọn những cái vùng nào tối của bạn của tấm hình này thì mình sẽ vẽ ha. Rồi, tiếp theo sẽ là vùng mắt, vùng sống mũi ha.
bút màu. Rồi.
cái lớp bóng tối bên phía mặt này ha. Thì mình vẽ cái này xong rồi mình sẽ chọn mở cái tab là Chamber City. Tức là mình phải bỏ cái phần dư đã. Mình sẽ mở khóa cái mục này lên. Mở khóa cái mục của nó. Cái mục này lên. Cái mục này. Rồi, mình sẽ chọn Shift với nó. Ok. Sau đó mình sẽ chọn lên Shift M. Nó sẽ là lệnh ở đây nè. Các bạn thấy ha. Đó, nó sẽ là lệnh Sharp Builder Tool. Shift M. Và mình sẽ giữ interlap để nó trừ cái khoảng này ra. Mình xem loại bỏ cái khoảng này ra.